Xin kính chào quý vị khán giả. Như Huỳnh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cuối tháng 3 vừa qua, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp và làm việc với Đoàn Hiệp hội Hợp tác Kinh doanh Nông nghiệp Hà Lan tại Việt Nam để bàn về việc hợp tác đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Sau buổi làm việc và khảo sát thực tế, Hiệp hội Hợp tác Kinh doanh Nông nghiệp Hà Lan tại Việt Nam cho biết, Hiệp hội sẽ giới thiệu các doanh nghiệp Hà Lan có nhu cầu đầu tư hoặc hợp tác với doanh nghiệp Việt để đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao tại thị trường Việt Nam. Không chỉ doanh nghiệp Hà Lan, các doanh nghiệp Mỹ cũng đang quan tâm đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin từ Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, phái đoàn gồm 46 lãnh đạo doanh nghiệp thuộc tiểu bang Washington, Mỹ sẽ đến Thành phố Hồ Chí Minh và khảo sát tại khu nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Củ Chi. Trong phái đoàn có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, đầu tháng 1 năm 2024, công ty FinBiotech Singapore đề xuất thuê 10 hectare đất tại khu nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh để đầu tư dự án trồng nấm, tổng vốn đầu tư 33 triệu đô la Mỹ. Một doanh nghiệp FDI khác là công ty HSC Nhật Bản, hợp tác với công ty cổ phần Smart Eco Farm SEF đề xuất thuê 3 hectare tại khu nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng nhà máy chế biến trái cây bằng công nghệ tiên tiến nhất của Nhật Bản. Dự kiến 20-30% lượng sản phẩm sẽ được tiêu thụ tại Việt Nam, 70-80% xuất khẩu sang Nhật Bản và thị trường quốc tế. Trước sự quan tâm của các doanh nghiệp FDI vào lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đầu tháng 2 năm 2024, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 3 doanh nghiệp, gồm Công ty Cổ phần Trái đất Xanh tươi, Trung tâm Tư vấn và Phát triển Nông nghiệp Bền vững và Công ty Cổ phần Nông dược 2, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ Rồng Đỏ. Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh được giao chủ trì xử lý 3 dự án chậm triển khai của Công ty Cổ phần Thiên Phong, Công ty Cổ phần Sinh học Trường Xuân và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Việt Quốc Thịnh theo đúng quy định. Đây là những dự án đã được cấp phép đầu tư nhưng doanh nghiệp chậm triển khai, gây lãng phí nguồn lực đất đai. Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh đang bồi thường giải phóng mặt bằng để mở rộng dự án khu nông nghiệp công nghệ cao thêm 23,3 ha tại xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi để sớm có quỹ đất lớn làm cơ sở kêu gọi nhà đầu tư. Với tiềm năng mở rộng quỹ đất cộng với khoảng cách gần khu vực nội thành Thành phố Hồ Chí Minh, khu nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh tại huyện Củ Chi nhận được rất nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư FDI. Ông Võ Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, định hướng trong thời gian tới của thành phố là tiếp tục nâng cao tỷ lệ ứng dụng công nghệ cao và công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp. Thành phố cũng hướng đến phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học đạt trình độ tiên tiến để trở thành một trong những thành phố hàng đầu châu Á về nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong năm nay, vốn đăng ký đầu tư nước ngoài FDI vào nước ta đạt kỷ lục 36,6 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 3 về số vốn đăng ký đầu tư giai đoạn 2008 đến 2023. Đây là một trong những kỷ lục về thu hút vốn đầu tư FDI của nước ta trong bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Trước đó, nhờ hiệu ứng Việt Nam gia nhập WTO vào năm 2007 mà dòng vốn đăng ký đầu tư FDI năm 2008 tăng vọt lên mức 44,4 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp 2 lần cùng kỳ năm trước. Với số vốn giải ngân cùng kỳ đạt khoảng 11,5 tỷ đô la Mỹ, nhưng sau hiệu ứng WTO từ năm 2008 đến nay, dòng vốn đăng ký đầu tư FDI sụt giảm từ năm 2008 đến 2016 với tổng vốn đăng ký trung bình hàng năm đạt khoảng 22,3 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, dòng vốn đăng ký đầu tư FDI lại bật tăng trở lại trong giai đoạn từ 2017 đến 2023, với số vốn trung bình hàng năm đạt khoảng 33,3 tỷ đô la Mỹ. Điều khác biệt của dòng vốn FDI vào Việt Nam trong những năm gần đây là chất lượng vốn đầu tư FDI được nâng lên. Đặc biệt là giai đoạn từ sau năm 2019 đến nay, khi Bộ Chính trị chính thức ban hành Nghị quyết 50 về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Dòng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2019 đến nay đã được chọn lọc kỹ càng hơn theo hướng ưu tiên dự án FDI công nghệ cao, công nghệ nguồn và tạo lan tỏa với khu vực trong nước. Hàng loạt dự án FDI chất lượng cao như các dự án sản xuất điện thoại, linh kiện điện tử, sản xuất chip đã tới đầu tư vào Việt Nam như Tập đoàn Amcor đầu tư 1,6 tỷ đô la Mỹ vào khu công nghiệp Yên Phong 2 Bắc Ninh để xây dựng nhà máy, sản xuất, lắp ráp và thử nghiệm vật liệu, thiết bị bán dẫn. Foxconn đầu tư 1,5 tỷ đô la Mỹ vào Thanh Hóa, đầu tư 300 triệu đô la Mỹ vào Bắc Giang để sản xuất iPad, AirPods. Luxe ICT đầu tư thêm 330 triệu đô la Mỹ mở rộng nhà máy sản xuất tại Bắc Giang. LG Innotech đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ vào Hải Phòng.
Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong số 36,6 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký FDI vào Việt Nam trong năm 2023, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng vốn FDI đăng ký đầu tư năm 2023 có 20,18 tỷ vốn FDI đăng ký cấp mới, 7,88 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký tăng thêm và 8,54 tỷ đô la Mỹ vốn FDI đăng ký góp vốn mua cổ phần doanh nghiệp trong nước. Trong năm 2023, cả nước có 3.188 dự án FDI được cấp phép đầu tư mới, tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với số dự án cấp mới lên tới 1.075 dự án. Tiếp đó là các lĩnh vực như bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy 942 dự án, hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ 403 dự án, thông tin và truyền thông 291 dự án, vận tải kho bãi 117 dự án. Số vốn giải ngân FDI trong năm 2023 đạt khoảng 23,1 tỷ đô la Mỹ. Đây cũng là con số giải ngân ấn tượng trong những năm gần đây. Xét theo đối tác đầu tư, trong năm nay có 6 quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc nhóm đầu tư tỷ đô vào Việt Nam, lần lượt là Singapore 6,8 tỷ đô la Mỹ, Nhật Bản 6,5 tỷ đô la Mỹ, Hồng Kông 4,6 tỷ đô la Mỹ, Trung Quốc 4,4 tỷ đô la Mỹ, Hàn Quốc 4,4 tỷ đô la Mỹ, Đài Loan 2,8 tỷ đô la Mỹ. Nhóm các tỉnh thành phố dẫn đầu về thu hút đầu tư FDI trong năm 2023 gồm thành phố Hồ Chí Minh 5,8 tỷ đô la Mỹ, Hải Phòng 3,2 tỷ đô la Mỹ, Quảng Ninh 3,1 tỷ đô la Mỹ, Bắc Giang 3 tỷ đô la Mỹ, Thái Bình 2,7 tỷ đô la Mỹ, Hà Nội 2,7 tỷ đô la Mỹ, Bắc Ninh 1,7 tỷ đô la Mỹ. Bạn có ấn tượng với những con số trên? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Tháng cuối cùng của năm 2023 chứng kiến nhiều dự án lớn tiếp tục đổ vào Việt Nam. Cụ thể, tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản thuộc khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 12, ông Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án nhà máy điện khí LNG cho liên doanh 3 nhà đầu tư gồm công ty Tokyo Gas, công ty điện lực Makuden Nhật Bản và tập đoàn Trương Thành VN. Dự án có tổng vốn đầu tư 1,99 tỷ đô la Mỹ với công suất 1.500 MW và là dự án FDI lớn nhất tại Thái Bình từ trước đến nay. Cũng tại sự kiện này, nhiều thỏa thuận hợp tác phát triển trong cung ứng nguồn lao động, nghiên cứu năng lượng sạch, kinh tế tuần hoàn giữa các nhà đầu tư Nhật Bản như Marubeni, Nippon Sanso, Mitsubishi, Aeomon, Yamato Holdings với các công ty lớn trong nước đã được ký kết. Cũng khoảng một tuần trước, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trị giá 120 triệu đô la Mỹ cho dự án nhà máy Radian Opto Electronics Việt Nam Đài Loan, chuyên thiết kế sản phẩm linh kiện điện tử bao gồm mô đun đèn nền, tấm dẫn hướng ánh sáng. Năm nay, Nghệ An nổi bật trên bản đồ thu hút vốn FDI cả nước với sự đổ bộ của hàng loạt đại bàng công nghệ như Goetech, Luxshare ICT, Foxconn, Renergy. Kết năm, tỉnh này đạt 1,6 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài, cao nhất kể từ trước tới nay và lọt vào top đầu các địa phương thu hút vốn. Hơn một tháng trước đó, nhà sản xuất của Apple là Luxshare ICT quyết định chi thêm hơn 330 triệu đô la Mỹ để nâng tổng vốn đầu tư cho nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại Bắc Giang lên 504 triệu đô la Mỹ. Ngoài Luxshare, địa phương này cũng đã có nhà máy của Foxconn, Hana Micron, đều là những nhà sản xuất cung ứng quan trọng của nhà táo. Bắc Giang vài năm nay trở thành địa chỉ cho các ông lớn công nghệ trong xu hướng dịch chuyển chuỗi sản xuất cung ứng về Việt Nam. Với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật nhiều tin tức về kinh tế, tài chính bất động sản. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.